Vâng, xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với BK Hà Nội Vương quốc gầm cao. Anh chị em thân mến, thì nếu anh chị em nào đang quan tâm đến những cái mẫu xe 7 chỗ gầm cao, máy dầu, cửa tiền vô cùng hợp lý nhập khẩu nguyên chiếc thì có lẽ đây là mẫu xe dành cho quý anh chị em và các bạn. Trước mắt các bạn chính là mẫu xe Ford Everest phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc các bạn nhá, 7 chỗ gầm cao. Và chúng ta sẽ đi một vòng để có thể trải nghiệm cái dòng xe này cụ thể thế nào các bạn nhá. Đấy, xe này sản xuất năm 2019 các bạn nhá. 2019 và bây giờ này nó có sức cạnh tranh về giá rất là lớn. Nếu anh chị em nào đang quan tâm đến những dòng xe mới 7 chỗ đấy, thì nó có giá bây giờ nó có lên đến khoảng tầm từ 1.3-1.2 đến khoảng tầm 1.6, nhưng cái dòng xe này thì nó có giá rất là hợp lý, khoảng tầm hơn 900 triệu một chút thôi. Hơn 900 triệu một chút là các bác có thể sở hữu những dòng xe 7 chỗ nhập khẩu cái chiếc này rồi. Đấy, và đặc biệt hơn nữa, nếu bác nào mà có nhu cầu hỗ trợ theo hình thức trả góp thì chỉ cần đâu đó khoảng 288 triệu là các bác có thể sở hữu ngay những dòng xe này rồi. Đấy. Nếu anh chị em nào quan tâm mức tiêu thụ nhiên liệu thì ngoài đô thị là 5,58 lít, trong đô thị là 8,64 lít và đường kết hợp là 6,72 lít các bác nhá. Là 6,72 lít các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn. Khi mà các bác mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy, thì các bác sẽ phải quan tâm đến khá nhiều của yếu tố. Xe có bị tai nạn hay không, có bị ngập nước hay chưa, tháo cổ máy hay không, và đặc biệt hơn nữa là giấy tờ an ninh an toàn nó có đảm bảo cho quý anh chị các bạn hay không các bác nhé. Đấy, các bác hãy nhìn này. Rất đẹp. Chất liệu thì vẫn còn đỉnh nguyên này. Phiên bản này là phiên bản bản trend. Đấy, có giá cửa tiền là cực kỳ hợp lý mà là 7 chỗ. Về kết cấu khung gầm động cơ thì không có điểm gì khác biệt so với bản Titanium. Đấy, kết cấu khung gầm động cơ kể cả diện mạo bên ngoài thì cũng không có điểm gì khác biệt so với lại những cái dòng xe Titanium nhá. Đấy, chỉ có một cái vài những cái điểm khác, đó là cái không gian khoang nội thất thì xe này chưa được trang bị ghế da, thì chúng ta về có thể lắp thêm lại. Đấy, cái giá xe này thì phải nói là rất là hợp lý, cửa tiền hợp lý. Chỉ cần hỗ trợ khoảng tầm 288 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi, với lãi suất là 0,68% một tháng. Xe đã được lắp thêm rất nhiều phụ kiện, ví dụ như dán phim cách nhiệt 3M, rồi rất nhiều những phụ kiện khác, đầu DVD, camera lùi, đương nhiên đã được trang bị rồi. Đấy, bác nào mà có nhu cầu sở hữu thì cứ đến 26 đường Cầu Diễn, Vương quốc gầm cao BK Hà Nội để có thể sở hữu ngay những dòng xe này rồi. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, thành công và hẹn gặp lại các bác tại số 26 đường Cầu Diễn. Và bác nào có nhu cầu sở hữu những cái dòng xe đã qua sử dụng thì có thể ấn like, subscribe kênh. Chúng em sẽ dành tặng cho những anh chị em đó một cái phiếu giảm giá từ 5 đến 15 triệu đồng vào ngay trong tài khoản. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, thành công, gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn.